đọc ra. Cho muốn ăn nữa. Ham. Cái chân rết. Lè lử. Ngon không? Ngon. Ngon dữ không? Không. Rồi em đi chặt chuối. Ai, buồn chú sim. Chuối nhiều nha, chứ nãy giờ chưa thấy cái buồn nào để chặt thì hết người ta. Buồn chú sim à. Cái buồn chuối chín bói kìa. Trong này có ổ cù nè. Ổ sim. Bỏ ổ, chúng bỏ ổ nó đi mà trứng nó húi luôn. Tội nghiệp quá à. Trời ơi. Ớt thiên nhiên, ớt rừng. Ớt thiên nhiên. Đẹp quá nè. Ớt hiểm. Ớt hiểm còn có tên gọi khác nữa đó, anh tên gì? Mình mê hái ớt á, mình đứng đó mình hái ớt, gặp hai cha con bỏ mình đi luôn nè các bạn. Wow. Rồi chín bói luôn rồi. Chuối này mình về mình vú chín nấu ăn ngon. Dẻo mà. Đó là nó dẻo nó ngọt lắm. Ăn sống cũng ngon nữa. Đây, chuối này mình về mình vú là có chuối nấu ăn rồi. Rồi giờ mình đóng chuối xong rồi mình đi vô các bạn ơi. Đây nó cầm buồn trước kia nha. Rồi tới mình phụ mình cầm vô nha các bạn đó. Nó tiếp đó là bây giờ mình đi thăm vườn rau củ của mình các bạn. Nó nay bầu quá thì trái luôn à. Để mình đợi cho nó nhiều nhiều quá mình gom gom lại mình quay cho cả nhà cùng xem nghe cái thành quả của hai vợ chồng mình. Rất là đẹp luôn. Ô, sen. Bông súng chưa? Bông súng à? Mình... Bông phải bông sen. À, cây sabo này mình cũng đang ngóng mong đợi nó dữ lắm luôn các bạn. Có mấy trái này nè, bị mấy anh kiến lửa nè. Mình cứ để cho nó chín tự nhiên mà mình sợ mấy anh kiến lửa nó quá chừng rồi đó. Ăn mặn nè. Nó là bụi mía của mình. Bụi mía mà không ấy á, tôi coi kìa. Hôm nay mình có dăm thêm vài bụi mía nè. Nhiều lắm luôn à. Mẹ, bẻ ra cho mẹ, bẻ ra cho con, bẻ ra cho cha. Một cái miếng quá chi dài luôn, quá chi đã luôn. Bẻ ra cho. Ăn chè gốc ngon không? Nhìn thấy đã không tay? Nè, có tay. Em ăn không em? Miếng đi. Có bông à? Cầm bông tết cho lớn đó. Cả nhà có biết đây là cây gì không? Phải có biết cây gì thì bình luận cho mình biết nha cả nhà. Nó bông của mình này được vậy lớn vậy nè các bạn. Vườn nhà mình cái gì cũng có chứ. Để tiết kiệm chi phí á, mình thường trồng để mình hái mình. Mới là ăn xong cây mía rồi hả? Ừ. Mà mía này giòn ngọt ghê luôn. Mía nó mía gì anh? Mía kêu mía đen chứ không biết anh. Tên gì? Tên thủy sụ. Mình lấy mình cho rau muống của mình vô đó rồi đó các bạn. Mình có trồng thêm ngoài ít cây nữa nè. Đó các bạn biết đây là cây gì? Rất là thơm, rất là ngon luôn. À, hai chồng mình cũng có trồng thêm rau nhút nữa nha các bạn. Đó là kế sinh nhai của hai chồng mình đó.
Mình thích nhất là trồng đu đủ rồi trái dài nha các bạn.